cơm đi. Sao? Tình hình đã quen việc chưa? Dạ, cháu cũng quen rồi ạ. Chịu khó để ý vào một tí là quen việc ngay mà. Dạ vâng ạ. Đức. Tí nữa vào phòng ăn cơm, mày ghế quậy ngay. Phòng kỷ luật. Khu là, hiểu chưa? Ở trong này có thiếu thốn cái gì thì cứ nhắn cán bộ, hôm nào tao qua nhà bảo bố mẹ mày mua, xong tao gửi vào cho. Dạ vâng. Đi ra lấy cơm đi. Cháu chào bạn ạ. Nguyễn Văn Nghĩa mặc áo vào, dọn đồ chuyển phòng. Mời đại ca, hôm nay em hơi ngán thịt. Chúc đại ca mừng nhé. Đại ca, hôm nay em hơi ngán thịt. Chúc đại ca ngon miệng. Thôi, mấy đứa ăn đi. Mày tuổi gì mà ăn thịt hả em? Cơm tao ăn. Cơm mày mới ăn. Mắc mớ gì đến mày? Mày vừa nói gì? Nghe tiếng anh Đức bao giờ chưa? Ngay cả cái mạng chó của mày tao muốn lấy lúc nào cũng được. Cũng chỉ là miếng thịt danh con của mày. Thằng chó này. Có chuyện gì hả? Hả? Chúng mày định làm loạn đây à? Hả? Thằng Đức ở đánh em ạ. Thằng nào? Nguyên! Dạ, báo cáo. Thằng Đức nó đánh em ạ. Thằng Đức đâu? Thằng Đức đâu? Sao chẳng mà đánh nó hả? Mới định làm loạn đây à? Em đang ăn, nó ra cơm miếng thịt của em ạ. Quản giáo, lập biên bản đưa thằng này xuống kỷ luật một tuần. Rõ. Lập biên bản xong, mang xuống phòng trực ban. Mang hồ sơ xuống phân buồng, làm dần đi cho quen. Rõ. Vào đến đây là phải nghiêm túc, chấp hành đúng quy định. Hết thời hạn kỷ luật sẽ cho ra ngoài, nhớ chưa? Dạ vâng ạ.
toàn rồi. Tôi lỡ giết thằng Toàn rồi. Bỏ tay ra, cứu tôi. Cứu tôi. Tại nó đánh tôi trước nên tôi lỡ tay giết nó rồi. Báo cáo giao thị, đã xảy ra án mạng. Tôi lỡ giết nó rồi. Bảo vệ hiện trường, đưa thằng này trong buồng khác, chuẩn bị khám nghiệm.